À, sáng nay chủ nhật ngày rằm tháng chạp ha, rằm tháng chạp nè, vì thấy hôm nay chủ nhật mọi người đều ngủ say mê hết trơn, có mình tôi thức sớm thôi. Nhưng mà nói tới giờ 7 giờ mấy rồi nghe mà mọi người còn ngủ ấm áp được chút xíu, mà quý vị ra nghe tiếng chim nghe. Nghe tiếng chim nghe, thấy không, quá trời chim không. Chim ngày mới bắt đầu. Ngày mới bắt đầu, hôm nay là chủ nhật, đã qua mà một hồi trời mưa nghe quý vị. Nó lạnh quá là mấy cây cải của tôi nó teo hết trơn rồi, nó teo hết rồi. Thấy không, nó lạnh quá làm teo rồi. Hết con he, tụi con bị lạnh quá rồi phụ ơi, bị lạnh quá rồi phụ ơi, lạnh quá teo hết rồi phụ ơi. Ôi, cuối tuần là có tiết nữa, teo hết trơn rồi. Giờ này á, người đời người ta còn say mê trong giấc ngủ quá, thấy không? Nay chủ nhật ta đâu đi làm nè, xe ta còn ở nhà nè, có mình tôi thức dậy á. Dạ chào cô Hà Giang, chào chú Lộ Minh, chú Minh Tụ. Lạnh lắm, nhưng mà sáng nay dậy giờ đi ăn sáng nha, tại đang nấu đồ ăn sáng á, nhớ lại ra hôm nay nghe tiếng chim, nghe tiếng chim kia một chút. Đi ăn sáng mấy cây đem nó vô nhà là cũng ráng nó sống, nó cũng tội nghiệp, hay có nắng là phải đem chạy ra ngoài. Dạ chào tỉnh Trịnh Minh đã. Bây giờ dạy tụng kinh là Phật rồi, nghe thấy không, một túp lều lý tưởng xinh xinh vậy thôi, không hơn thua chi chùa to Phật bự làm gì. Rồi bây giờ đi ăn sáng, nó không có đẹp đâu nhưng mà nó gọn, có nghĩa là nó xinh xinh đã, sáng cho mình trà ngồi uống một mình với mứt quê hương. Mứt nè, thấy không, nhưng mà nhão quá tôi xào lại cái thành ra nó cứng cống, cống mứt này như bánh phồng. Ok hả, bây giờ ăn sáng nha. Đó, ăn sáng vậy thôi, ăn sáng như nấm tràm kho khô này nghe. À, tôi nhớ hồi xưa tôi ở Gò Vấp có bà cụ Quảng Thuận, cụ thường kho bắp tràm đến với tôi, tại vì tôi kho này nó lỡ mặn rồi cho nên chưa dám cho nó rút cạn nước nên lỡ mặn rồi. Đây là nấm tràm nè, trời dò kỹ lắm quý vị, mười mấy nước mà nó vẫn còn cát á, nó không có độc bởi vì nó rẻ rề hà, mua Việt Nam nó rẻ lắm. Họ tôi nói dò mười mấy nước đó quý vị, đây nè, dò mười mấy nước mà nó còn cát đó, nấm tràm nè, thấy chưa, à, nó đắng lắm nhưng mà nó ngon, nấu cháo nấm tràm cũng ngon nữa. Nhưng mà tôi giờ không có kinh nghiệm rồi, à, để tôi chỉ cho quý vị ở nước ngoài mà ai biết nấm tràm tôi chỉ cho cái nghe, rồi tôi ăn sáng. Khi mình mua cái bịch chứ không phải vô keo gì đâu, tôi vô keo nè, để tôi chỉ cho các vị coi nha. Các vị thí dụ vậy, các vị cắt cái chân nó đi ngang, cái chân này nó nè, nó cát dữ lắm, cắt bỏ chân chịu khó bị nó rẻ lắm, không đến nổi mắc tiền nè, cắt bỏ cái chân nó khúc vậy nè, khúc vậy thì nó đỡ cát lắm, chứ cái chân của nó cát dữ lắm nha quý vị. Rồi quý vị ngâm, vì ngâm kệ đi, ngâm cả đêm cũng được nữa.
nhưng mà điều có cái là nó ra hết cái chất đắng uổng ghê á. Nấm trà mà không có chất đắng thì thật sự nó không có ngon. Tôi thì cái nghiệp của tôi là dường như ăn đắng mà nuốt cay thì tôi khó nuốt chứ ăn đắng được. Cái số kiếp của tôi là chịu đắng đó. Rồi cái tôi ngâm cả đêm vậy đó, cắt ra xong rồi mình đi mình đi rửa cho nó khoảng 5-6 lần nước gì đó, mình rửa cho cái thau mình bóp đó, cái mình ngâm cả đêm thì cho nó ra nó nói. Rồi sáng lại đó các vị bỏ một chút bột vô, bất cứ là bột gì, bột năng cũng được hay là bột qua gạo cũng được, bột gì cũng được, bỏ bột vô cái rồi quý vị bóp nữa. Quý vị biết không, cái chất bột nó đó nó làm cho nó ra cái cát nhỏ nha. Ví dụ như các vị ngâm sườn non chai hay là ngâm cái gì mà các vị xài có cát á thì các vị cứ để bột vô các vị ngâm là các vị bóp và tự động cát nó ra đó. Nó thành ra cái mặt bự quá sáng chịu khó làm vậy đó là nó ra được cái cát. Rồi cát xong rồi cái gì rửa, chịu khó rửa cho nó hết cái bột đó là cát rớt hết, rớt 90%. Nó tới nấm tràm rửa cỡ nào rửa cũng còn cát hả quý vị ơi, chứ khó mà hết cát lắm. Nấu mấy canh củ dền củ dền dặn ăn lỡ làm nấm tràm nó mặn quá. Tại vì mấy hôm nay không có ăn cơm lại nấu nồi cháo đó. Ăn cái nấm tràm như này nó tốt lắm, nó đắng đó. Ngộ cái cảnh mà nó cũng liên cái việc bên ngoài mà nó cũng làm liên lụy tới bên trong mình đó nha. Ví dụ con người tôi là thích những cái khó khăn hay sao gian khổ, cho nên cái đắng đó, tôi ăn tôi không có thấy đắng. Uống thuốc bắc bao nhiêu tôi cũng không khe hết rồi đó. Thuốc nam mà cà không có thấm tháp gì với tôi nữa à. Ăn khổ qua, bất cứ khổ qua đắng cỡ nào đắng tôi ăn vẫn thấy ngon. Lá khổ qua đắng vậy đó mà tôi ăn biết bao nhiêu. Nhờ vậy cho nên tới giờ này nó chưa có tiểu đường đó. Thành ra tôi ăn nấm tràm. Nhớ hồi xưa tôi gọi giáp hoài, nhớ hình ảnh vậy đó. Mấy bà cụ cứ hay lo cho tôi ăn cháo nấm tràm và nấm tràm kho khô vậy nè. Ngon lắm. Ăn hết sảy luôn đó, nghe không? Đó. Thành ra biểu đệ tử nó mua nấm tràm và khởi qua kho ăn. Rồi cái còn nó có mua mấy bịch là nhiều đó, còn này mới mốt nấu cháo. Tại mấy bữa nay ăn cháo rồi cho nên chưa nấu cháo nấm tràm, thấy không? Bỏ vô một bịch tôi đổ vô được 2 keo vậy nè. Kho 2 keo là một cái kho cái vậy đó. Nấm tràm nó rẻ rề à, ăn vậy thì nó tốt. Mình thà không xuất gia, không tu theo đại thừa thì thôi. Tu theo đại thừa thì một cái gì cái giới Bồ Tát thì mình phải ăn chay nghe mấy chị. Chứ còn như tôi vợ mình tôi cũng ăn thì ăn ai nói gì tôi. Thấy không? Nhưng mà mình phải tự xét với lòng mình. Mình chấp nhận theo con đường đại thừa Phật giáo, thọ giới Bồ Tát là phải ăn chay. Mấy nay bệnh cũng chưa có thiệt hết nữa quý vị ơi. Lạnh quá, giờ này ở đây là âm độ Việt Nam á. Nhưng mà nó vẫn ấm hơn bên chú Minh Tụ phải không? Chú Minh Tụ Canada giờ này âm mười mấy độ Việt Nam đúng không? Tôi luôn luôn nhớ cái quê hương cho nên tôi luôn thích ăn cái nồi đất vậy nè. Lúc nào nhà tôi cũng có mấy nồi đất luôn nè, thấy không? Đó. Không thấy không? Có mấy nồi đất luôn nè. Lúc nào cũng mấy nồi đất vậy không? Đi đâu về đâu chứ mình nhổn về cái phong tục. Tổ tiên mình từ đất mình hơn. Nó thật sùng.
lên đồ chai mình qua tôi phơi chưa khô rồi. Hôm nay nắng phơi được á, mà hôm nay không nắng chưa 10 giờ trời mưa rồi. Tàu hủ trắng nè, ướp làm tàu hủ thúi nè, mà lạnh quá không biết chừng nào nó thúi. Lạnh quá không biết chừng nào nó thúi nữa. Một mình vậy đó phải á. Có cái ông xe phòng, chú lớn tuổi rồi, chú xe phòng, chú làm hôm nay chủ nhật. Tới giờ này chú ngủ. Trời ơi, ngủ tới giờ này chưa dậy hả ông? Thưa ông chú Thanh. Chú Thanh ơi, ngủ mà dữ vậy ta. Ăn hồi nhớ đi lễ nhà thờ xong rồi đi ghé qua mạc mua giùm cho tôi chai dầu ăn nghe. Nhớ sao tôi không có làm đồ ăn được nghe chú Thanh. Lạnh quá. Leo lên thượng lầu nghe chim kêu. Lên lầu nghe chim kêu. Cái lầu này mà mùa lạnh không có lên nổi á. Mùa này theo nó sơ sát hết trơn, không có thấy cái chim kêu. Đó bên đó cái hãng đó, hãng đó ta cho thuê những cái nhà vệ sinh ở ngoài đường, những cái công trình đó quý vị. Nó ở đây được cái cảnh yên đó. Ồ, bên bển họ đang cắt cái gì nữa ta? Thì họ làm thì chắc họ cắt cái kho hay cái gì đây. Chắc họ cắt cái kho rồi đó. Thấy không? Trong khi tối tối ấm áp lên đứng lên lầu này nhìn trăng nữa quý vị, nhìn trăng nên thơ lắm. Mình ngồi ghế này ngồi nhìn trăng nữa. Thôi chi bằng mình sống tự tại vậy cho nó khỏe. Ngủ đi dữ dòng Thanh ơi. Tập không? Ông lớn tuổi rồi, chú lớn tuổi chú đi làm. Có khi cả ngày đâu gặp nhau đâu. Ông đi làm về cống chung vô phòng, nó lạnh. Mấy lạnh với mấy cái ngò ôm nó lên đem vô nhà rồi nó lên không nổi. Lên không nổi rồi. Hay, ăn cơm nữa. Hay trái này nè, mua mà nó không chịu chín nè. Cái sức kiwi nó lạnh quá nó không chín nổi, nó teo rồi luôn. Thấy không? Cái gì quên đệ thấy tôi sống đời tôi tự tại không? Thoải mái không? Cho nên nhàn nhã sống một mình thảnh thơi. Cú dền mùa này nó cũng cứng lắm, ngón được lâu mà cứng cấm không.
ngày xưa. Những năm mà lên Sài Gòn á, Phật tử cho tôi ăn cái gì bây giờ tôi nhớ là ăn nhớ những hình ảnh đó. Nhưng mà người xưa giờ không còn. Những Phật tử mà nấu cho tôi ăn ngày xưa giờ không còn. Thì cũng buồn lắm. Ăn để nhớ người xưa. Nhiều khi đi mua cái rau mót, gọi là rau mót. Phật tử ở nước nào gọi ra không biết. Bây giờ Phật tử cũng thương. Anh Minh biết không? Thì anh Minh biết không, hiện tại ăn bữa nay ăn nấm tràm kho khô là hạnh mình chuyện mình, nhưng mà lỡ để nó hơi mặn rồi cái gì nó họ giờ không có dám cho nó sắc xuống, để ăn bớt một chút rồi mấy bà họ tàu hũ hay gì vô cho nó sắc xuống, cái nó mặn quá à. Các vị mà coi hồi nãy các vị coi lúc không có coi lúc đầu á, ngồi các vị coi tôi hướng dẫn là cái cách đặng cho nấm tràm nó đỡ cát nha, coi là khúc đầu. Chứ nấm tràm mà quý vị không khéo là quý vị ăn không được. Nó cát dữ dằn lắm. Hồi quý vị coi tôi hướng dẫn lại khúc đầu á. Nhớ á, nấm tràm phải cắt một chút với cái chân nó. Rồi quý vị làm cho nó rớt bớt cát ra, quý vị đi ngâm. Ngâm nhiều nước vậy đó. Rồi sáng khi nào quý vị gần làm á, quý vị nhớ để một miếng bột vô. Bất cứ là bột gì, bột năng hay bột gạo hay là bột gì, miếng bột thôi. Quý vị trộn nó vô quậy nó, ngâm nó vậy là từ cái bột nó rút cái cát ra, rất là đỡ. Chứ quý vị có rửa kỹ cỡ nào đi nữa, nấm tràm nó vẫn có cát à. Quý vị nên ăn cái nấm tràm nó đỡ độc là vì lý do nó rất là rẻ tiền. Mà nó rẻ tiền thì họ không có xịt thuốc, thấy không? Nhưng mà nói về cái súng nhau ăn cái nó bán mắc tiền lên cái xịt thuốc thấy mồ nữa. Nó từ trong thân cây tràm mà ra. Ăn của nó tốt cho nó, tốt cho gan nè, tốt cho thận nè. Tốt cho tự không có tự cũng như là cho những người tiểu đường nữa. Nếu quý vị mà nấu cháo nấm tràm á thì gạo quý vị phải rang. Gạo rang là nấm tràm là xào lên. Nó tới khi mà nó cháo nó nhừ rồi mới bỏ nấm tràm vô. Niêm niếm. Nếu cháo nấm tràm thì không để tàu hũ nha. Cháo nấm tràm thì chỉ có nấm tràm với gạo thôi, không để gì khác. Nó giống như mình nấu cháo nấm rơm vậy đó. Rất là ngon. Quý vị chịu khó ăn đắng đi. Chứ tôi nói hoài à, cuộc đời tôi ăn đắng được, cho nên nó gắn liền với những cái đắng mà tôi chịu nổi. Nhưng mà có cái cay thì tôi ăn không có nhiều. Vì cái bao tử cho nên không dám ăn cay nhiều. Chứ đúng là ăn đắng nuốt cay là tôi hạp lắm. Mấy ngày ăn cháo, ăn bánh canh thôi mà, ba bữa rồi. Ăn cơm thèm mấy tháng để nấu cơm sớm ăn chủ nhật. Một hồi tôi trụng bánh hội ra trưa ha. Tôi có 2-3 Phật tử à. Chủ nhật thì bên đây không có Phật tử, tôi không có tổ chức gì hết á. Thấy mấy người nghe giảng là thôi. Sáng chút thì nó dưỡng bụng. Nó cửa nhà quê mà. Quê mùa. Thay vì mình ăn nấm mối nó tốn tiền lắm, giờ mình ăn nấm tràm. Mà nấm mối nó độc rồi nghe. Nấm mối nó ngon mà nó độc. Mình ăn nấm tràm chứ không độc á nghe. Tuy nhiên á, nấm tràm mà những người mà yếu yếu trong người á thì cũng khoan ăn.
ví dụ đang nó có cái triệu chứng nó muốn cảm, mình ăn vô nó giật, nó cũng yếu, nó cũng chơi lắm mà. Thôi, sáng ăn chút rồi được rồi. Uống miếng cà phê. Cà phê đen, cái tôi pha một ly vậy nè. Nhưng mà đều pha nó loãng ra chứ không phải nó hai gì uống uống chung nhỏ mà tôi pha loãng ra tôi để miếng đá vô. Tao lâu uống cà phê chơi hôm bữa. Từng uống lần hai lần rồi. Năm phút được 8 giờ sáng rồi đó. Bữa nay là khí hậu muốn mưa rồi. Báo là 10 giờ mưa nó mưa nổi không, cho nên ông âm u, cho nên nhờ nhờ muốn mưa cho nên khí hậu nó ấm áp một chút tôi mới đi ra ngoài nổi đó. Chứ mà ông mưa là thôi giờ này ra ngoài một cái hang, chạy vô là da tay mình nó giống như là nó muốn đông đá vậy đó. Mấy ngày này á nước ở ngoài sân mà nó ngộ nha, đại chúng coi là nghe cái tội nghiệp sen lắm nha, để mình nói tội nghiệp ta sen lắm, trời lạnh như vậy đó cái đâu cũng đông đá hết trơn á, mà ao sen không đông đá nghe quý vị, nó không còn cành lá vậy đó mà nó cũng ráng nó vươn lên, nó không đông đá nè, thấy tội lắm. Bởi mình thấy sen á, tại sao đạo Phật mình Đức Thế Tôn mình lấy sen nó lạnh quá cho nên mới lấy phủ cái màn xuống, nhiều khi tối tôi ra tôi ngồi giọng nè, đâu có gì thấy không, tôi thích giọng nào sen nó tàn hết vậy đó mà lạnh vậy đó mà nó không đông đá là thấy không, nước không đông là thấy chưa, nó vẫn ráng nó tỏa cái hơi lên để cho không đông đá, có gì thấy tội không. Cố gắng mọi loài mọi vật mọi thực vật động vật đều tự mình tạo sự sống cho mình, các chị thấy không. À, như sen chết hết rồi, mùa là mùa mình nói chết không phải nghĩa là mùa mùa lạnh này họ ngủ hết rồi, sen ngủ hết rồi thấy không, nhưng mà cái củ sen á vẫn vẫn cố gắng tỏa cái sức nóng rồi không cho nước đông đá, chứ nếu nước đông đá là chết hết rồi các chị thấy không. Mà trời lạnh này cái chỗ nào cũng đông đá hết trơn á, mà chỗ hồ sen tôi không đông đá rồi thấy không đó, các chị thấy chưa. Mình thấy những mọi mọi loài mọi cảnh đặc biệt ở chỗ đó đó chứ. Chào Tâm Thiện, nay chủ nhật con gái không đi làm ha, ai ngang ngang với tôi kêu con gái à. Gái được, em gái cũng được mà chị gái cũng được mà con gái cũng được ha. Hôm nay thấy già rồi. Hôm nay bài đặt kêu kêu mấy đệ tử bằng con, mấy đệ tử nhỏ tuổi hơn tôi nghe cho nó có tình vậy đó, tự nhiên mình thấy mình già rồi quý vị ơi. Thấy mình già rồi chết hết trơn. Đúng rồi, sen nó tội nghiệp, nó lạnh hôm qua nó lạnh quá cái rau rồi nó đông đá luôn nè, thành ra bây giờ nó bự nhừ hết trơn rồi. Bữa nay gì sắp mưa rồi nè, thấy không? Nó ám giờ 8 giờ mà vậy nè, thành ra nó mát chút xíu nè. Cãi ngày qua đông đá hết trơn rồi. Thắp hương cho Bồ Tát Quan Âm, thắp hương cho Ngài, Ngài gia hộ cho quyến thuộc của con luôn được bình an nghe Ngài. Xin Bồ Tát Quan Âm tương tưởng tới con và quyến thuộc của con. Ủa, cái hộp quẹt đâu rồi, không đang bỏ hộp quẹt đâu rồi, tôi để bên này tới hai cái ở đây nè, tôi để này tới hai cái hộp quẹt tôi nhớ rõ ràng mà.
Gió sao nó không cháy ta? Gió qua nó không cháy. Gió qua không chịu cháy. Khoan nó quẹt cái trái mới được thắp hương cho Bồ Tát Quan Âm mới được. Gió quá không chịu cháy. Rồi gió mà ga nó cũng đông luôn á. Đúng là ga nó đông cho nên nó lạnh chứ lạnh rồi ga nó đông. Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù, thanh tịnh trang nghiêm lễ kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân chúa. Nam mô thanh tịnh bình thì dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Bữa nay phải rời giọng đen mới được. Cứ thế cây cúng cái con chuột nó ăn cái ông đem ông liên vô hồ sen vậy nè. Ông nói liên về lên trên nó có phân. Bữa nay con chuột đang biết không dạy con mua cam mà cam chuột đang không được. Con sóc chứ quên, con sóc chứ quên chuột. Con sóc. Nó không kéo mua cam mà cho sóc khỏi ăn. Nó bao nhiêu nó ăn vậy đó. Nay sóc ơi, nay nhà ngươi hết ăn cam, hết ăn tới táo được rồi. Ông đang ông bực bình, ông mua cam rồi, sóc ơi. Nhà ngươi hết ăn được rồi. Hết ăn được rồi. Bông hồng ơi, ngươi tàn rồi. Tàn rồi bông hồng ơi. Được thôi, thăm cái diện chút nghe. Bây giờ tôi chuẩn bị ghét nhà, lau nhà đó. Mình vừa làm chủ vừa làm tớ luôn. Mày quét nhà, lau nhà. Quen rồi, tôi mà nhà dơ là chịu không nổi. Sáng nào không về phải quét. Nghe không? Lao dọn bằng thật nữa. Sắp sửa tới Tết rồi. Hôm nay là rằm rồi. Hoa lan. Nó mà rinh mấy cái này ra. Hạ trời nắng thì rinh ra. Cho nó hưởng nắng. Rinh ra rinh vô. Có việc làm. Rinh ra rinh vào. Thôi, để chúng nghỉ nha. Giờ tôi dọn dẹp đây, hôm nay ngày chủ nhật nha. Rồi.